Biên giới căng như dây đàn, Nga trao cho Ấn Độ món quà không thể từ chối. Không quân Ấn Độ đang thiếu khoảng 200 máy bay chiến đấu để đối phó với các tình huống khẩn cấp trong trường hợp xảy ra cuộc chiến với Trung Quốc. Theo Sputnik, trong bối cảnh ở biên giới với Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, không quân Ấn Độ IAF đã gấp rút thông qua kế hoạch mua 33 chiến đấu cơ mới từ Nga. Các nguồn tin của chính phủ Ấn Độ cho biết IAF đã chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đệ trình lên Bộ Quốc phòng nước này thông qua. Theo đó, không quân Ấn Độ đã đề xuất mua thêm 21 máy bay chiến đấu MiG-29 và 12 tiêm kích đa năng Su-30 MKI. Không quân Ấn Độ hiện đang thiếu khoảng 20 máy bay chiến đấu để đối phó với các tình huống khẩn cấp trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh trên cả hai mặt trận với Trung Quốc và Pakistan. Tuy nhiên, theo The French Post, nhiều khả năng Nga sẽ đưa ra một phương án khác hấp dẫn hơn cho Ấn Độ, đó là Sukhoi Su-35, dòng chiến đấu cơ 4+, mạnh nhất của Moscow hiện nay. Với tình hình biên giới hiện tại, đây là món quà mà New Delhi không thể từ chối. Cùng theo The French Post, Su-35 vượt trội hơn so với các dòng chiến đấu cơ thế 4 khác về nhiều mặt. Nó có thể mang theo nhiều vũ khí hơn, khả năng cơ động trên không cũng tốt hơn. Ngoài ra, có rất nhiều thông tin cho thấy vũ khí siêu thanh có thể được tích hợp trên Su-35 mà không cần sửa đổi. The French Post cho rằng Nga sẽ đề nghị Ấn Độ mua 114 chiếc Su-35 và hỗ trợ hiện đại hóa phi đội hơn 250 chiếc Su-30 MKI của IAF hiện tại. Về cơ bản, các công nghệ trên Su-35 có thể phục vụ chương trình nâng cấp Su-30 MKI mà không quân Ấn Độ đang theo đuổi. Thời gian nâng cấp sẽ được rút ngắn xuống đáng kể. Mặt khác, động cơ và một số hệ thống của Su-35 hoàn toàn có thể được tích hợp lên trên Su-30 MKI. Điều này sẽ giúp IAF giải được bài toán về phụ tùng thay thế cũng như cắt giảm chi phí. Theo các chuyên gia quân sự của The French Post, dù Su-35 bay chậm hơn F-15EX của Mỹ, biến thể mới nhất của dòng chiến đấu cơ F-15E Giant Eagle, thế nhưng máy bay Nga có độ bộc lộ trên radar thấp hơn và được trang bị radar quét mảng pha điện tử thụ động PESA IBRIS-E mạnh mẽ, có thể theo dõi, phát hiện nhiều mục tiêu ở cự ly hơn 400 km. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.